Nhiều ấy không ấy rồi không? Nóng không? Vậy là giờ con giấy tờ sao rồi? Nộp chưa? Nộp rồi, không biết rồi. Giờ con nghe nó có đứa con không qua. Cái gì vợ chồng thôi chứ. Chồng qua trước nên bây giờ làm cái gì con rồi? Vợ chồng 9 tháng. 9 tháng. Không biết vậy không đi gì đó, không đi gì đi chơi quà đi. Có 7 tháng là quà rồi. Phải đổi giấy tờ nên lâu lắm. Con mấy tuổi? Con mấy tuổi? Qua cho nó học. Con nghe nói là như lúc mà đi phòng dắt nó xuống về bỏ nó dắt đi á lại về từng. Tốt giờ đi qua là về cho nó. Đi từ đây về ghé Đà Nẵng luôn hả? Về ghé Sài Gòn.